Rồi, ok, hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video này, mình sẽ lại giới thiệu cho anh em một điều vô cùng đặc biệt mà mình đang có cái dự định. Thực ra là cái dự định này của mình đã có từ lâu rồi, từ cách đây khoảng vài tháng gì đó. Và đến hôm nay, nó đã được hoàn thành anh em ạ. Thế nên là trong video này, mình sẽ giới thiệu đến đây anh em luôn, ok. Và như anh em có thể thấy là hiện tại mình đang ở trên kênh của mình. Và nếu như anh em nào mà chưa đăng ký kênh của mình thì có thể đăng ký ngay tại đây. Đấy, thế nên ấy, anh em chờ mình tí. Alo, cái gì cơ? Bị làm sao? Mất cái gì? Mất app game á? Thật bây giờ sao? Không có app để chơi hay gì? Mất rồi gì? Mất rồi thì đi mua app mới, hoặc không thì tạo app mới em chơi. Sao cơ, không biết mua ở đâu á? Thiếu gì shop? Ok rồi thì túm lại bây giờ là bị mất app này, xong rồi không biết mua app mới ở đâu, rồi lại sợ bị lừa cái gì. Mẹ, cái chuyện đấy dễ vãi cứt. Rồi bạn chờ tôi một tí. Chơi thử chưa? Đấy, đã bảo rồi, yên tâm nhá, vào đây mà mua. Ok, xin lỗi anh em một chút về vừa đấy nhá. Mình đã kiếm được rất là nhiều cái video rồi, mình đang định chia sẻ cho mọi người. Đó chính là cái chuyên mục hôm nay xem gì và thử thách kiếm cười sẽ quay trở lại vào cuối tuần này. Có thể là giữa tuần luôn, vì mình đã tìm được rất là nhiều video hay rồi. Đâu rồi, và tiện một cái là vừa nãy bạn mình có gọi bảo là bị mất app rồi, không biết mua app ở đâu đó. Thì đang gọi để nhờ mình tư vấn mà, tại vì mình làm game nên nó nghĩ là mình biết, và thực sự là mình biết thật. Thế nên ấy, hôm nay tiện thì mình sẽ giới thiệu cho anh em luôn. Đó chính là mình đã mới mở một cái web bán app hay một cái shop bán app mới. Và shop này xịn gấp 100 lần cái shop cũ. Ok, đây, đầu tiên thì anh em có thể đánh đường link theo mình. Và web cái shop mới của mình có tên là webcoapp.com. Và đây chính là cái giao diện mới của cái shop của mình mới mở ra. Anh em thấy không? Mình sẽ gọi là lướt một vòng cho anh em nhìn nhá. Đấy. Rồi, với cái giao diện mới này nói chung là hoàn toàn xịn sò anh em ạ. Có cả phần tài khoản này, phần lịch sử giao dịch này, phần nạp thẻ cào và phần nạp ATM. Và một điều siêu đặc biệt đó chính là cái shop này của mình không những là chỉ bán app Liên Quân mà còn bán cả app Free Fire nữa. Mình thật sự là rất lắng nghe cái ý kiến và cái yêu cầu của mọi người. Mình thấy rằng trong cái thời gian mình mở shop bán app Liên Quân ấy, thì anh em bảo là sao anh không bán app Free Fire hay gì đấy. Thế nên ấy, mình đã quyết định là phát triển cái shop bán app kia lên một tầm mới. Đó chính là cái shop này. Ok, bán cả hai loại luôn nha. Và đương nhiên là vẫn có cái chuyên mục thử vận may rồi, với rất nhiều các thể loại thử vận may như là thử vận may Free Fire 30.000 này, thử vận may Free Fire 100.000 này, thử vận may Liên Quân 7.000 này, 18.000 này, 30.000, 70.000, 120.000, 200.000, 500.000 và 20.000. Nói chung là nhiều vãi cả lìn ra. À đây là chúng ta có cả Liên Minh luôn nhá, Liên Minh, Liên Quân và Free Fire, ba loại luôn. Ok. Ok, muốn mua app Free Fire thì anh em chỉ cần ấn vào đây thôi. Ấn vào đây hoặc là ấn vào xem tất cả được tùy. Và đây là chúng ta có chuyên mục tìm kiếm này, mã số các thứ này, chọn giá tiền này, chỉ xó trạng thái là bán các thứ này, nhân vật này, nam nữ gì đấy, kiểu đăng ký hay không đăng ký, rồi có pet hay không có pet, kiểu thế này không. Và sau đó thì anh em phải tìm, hoặc không thì anh em phải lướt vào đây. Bây giờ nha, mình sẽ thử vào xem một cái app có giá 600.000 có pet. Ok, đây đây nhá, chúng ta có nhân vật rất đầy đủ đây này, nhân vật là nam này, thông tin nổi bật là phần ảnh rồi nhá, pet là có này, đăng ký là Facebook luôn này, anh em thấy chưa, đủ chưa. Thằng này level 46 không, lâu lâu không chơi Free Fire nên không rõ lắm. Đây, rank bạch kim mùa chén top 32 nhá. Đây là tất cả nhân vật sở hữu này, nhiều vãi nhân vật đấy. Đây là nhân vật luôn, sai thì phải ăn mặc trong cafe vậy bạn. Đây là tất cả kiểu trang phục sau khi mà mặc vào đúng không, anh em thể sâu trang phục đây này, giày dép rồi quần các thứ đấy, quần gọi quần vàng luôn nhá. Ok, cái này mình chỉ lướt qua thôi, tại vì với một cái app 600.000 này thì có nhiều thứ để cho anh em xem lắm, hành động này,
rồi xe cộ này, skin súng này, skin súng rồi cả cái skin dao giết gì à, là skin dù luôn này, skin hòm đấy, tức là hòm khi mà đối phương chết mình bắn chết ấy, nó sẽ hiện là cái này đó, ba lô backpack này, rồi bản tên luôn này. Đó, đó là với FIFA, còn với Liên Quân thì chắc là anh em cũng biết rồi, nó cũng tương tự như vậy thôi. Đấy, ấn vào ác này đi. Đấy, rất nhiều luôn. Ok, được rồi, và theo truyền thống cũ thì mình sẽ lại tặng ác cho mọi người. Nhưng vì ở đây là chúng ta có đến hai loại ác, tức là ác FIFA và ác Liên Quân. Nên mình sẽ tặng cho anh em hai loại luôn, ok, mỗi loại một cái. À, được rồi, và bắt đầu với ác FIFA trước đi, mua ngay nhá. Đây này, ngoài việc mua ngay thì anh có thể bằng ví điện tử nạp thẻ cào thứ này. À đây là chúng ta còn có thể sử dụng được cả mã giảm giá nữa. Lại quá lắm, hợp lý đúng không? 435. Xác nhận mua bạn ơi. Rồi và ở dưới này là chúng ta sẽ có một cái phần là những app đã mua này. Anh em thấy không? Tài khoản ở đây nhá. Và chúng ta sẽ check thông tin ở đây này. Chúng ta có hai cách để thấy được mật khẩu. Đầu tiên là click vào nút copy để sao chép mật khẩu, tức là không ai nhìn thấy, hoặc là nhấp nút vào cái ô mật khẩu để thấy mật khẩu nhá. Vâng, và đây là mật khẩu của mọi người. Anh em thể dừng video lại, đổi ác để lấy ác này chơi. Ok nhá. Mình sẽ làm nhanh thôi, thế nên anh em thể dừng video tại đây để đổi ác xong rồi xem tiếp. Mình sẽ còn tặng một ác Liên Quân nữa, thế nên anh em hãy xem hết video đi, ok. Và tiếp tục là một ác Liên Quân. Thôi cái này mình sẽ làm nhanh. Lần trước mình đã làm rồi, nên là bây giờ cũng không có gì ấy lắm. Không có gì mà bỡ ngỡ đúng không? Xác nhận này. À, nhấp nút nhỉ. Đây, và đây là mật khẩu của mọi người nhá. Dừng video lại và đổi mật khẩu, sau đó quay lại xem tiếp. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho anh em một cái shop bán ác Liên Quân mới tanh tạch bành do mình mới mở ra. Và cái shop này nó xịn sò hơn shop trước rất là nhiều. Anh em hoàn toàn có thể tin tưởng là mình sẽ có những cái ưu đãi cũng như là có những cái hỗ trợ cho mọi người. Giả sử trong cái trường hợp xấu nhất là anh em có cái vấn đề trong việc mua ác, ok. Và lần này không những mình chỉ bán một loại ác là ác Liên Quân mà mình còn bán thêm cả FIFA. Thế nên là mình rất mong có thể phục vụ được nhiều anh em hơn với cái nhu cầu mua nhiều loại ác ở nhiều loại game hơn. Thì rất mong anh em hãy ủng hộ mình và nhớ đến cái web bán ad của mình, ok. Cảm ơn mọi người đã xem video này và hy vọng rằng anh em hãy ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.